Các bạn, hôm nay mình sẽ làm một clip trên tay nhanh về cái con máy nghe nhạc mà theo mình á, thì con này là màu khá là độc độc và lạ trong các tất cả các máy nghe nhạc luôn. Con này là màu camo, con này có tên là Ruizu X02. Mình cũng đã làm một clip mở hộp và trên tay nó rồi. Bây giờ mình sẽ không làm lại. Thì nói chung là cái hộp của nó thì cũng như vậy thôi. Các thông tin của nó thì sẽ in ở mặt sau của hộp và có mã chip code đàng hoàng, chip ra hàng phay hoặc reel nha. Rồi thì trong đây thì chỉ có sách hướng dẫn sử dụng và dây sạc. Con này màu camo 8G, mình làm clip nhanh để còn đóng gói để ship cho một bạn nữ. Bạn nữ mà chơi màu này thì khá là cá tính đấy. Rồi ok, đây là chỉ các nút bấm của nó. Ở dưới đây là sẽ có một cái mic để ghi âm, lỗ 3.5, nút nguồn và chui sạc. Mình sẽ so sánh nó với một con màu đen. Đây là một bản màu đen. Thì nó của ngoại hình nó thì giống nhau thôi, nhưng mà chỉ có màu sắc là khác nhau. Con camo á, thì nó là 8G, con màu đen là 4G. Nó hai con đều nhẹ tương đương nhau, rất là nhẹ. Dòng máy Ruizu này thì mình có cảm giác mình thấy nó là nhẹ nhất trong các máy nghe nhạc luôn. Và đây là khe cắm hay nhớ, hồi nãy mình quên nói, nó hỗ trợ hay nhớ tới 64GB lận, nên các bạn tha hồ mà chép nhạc chép. Rồi ok, nói chung là con này mỏng nhẹ nhưng mà pin rất là trâu, theo nhà sản xuất thì pin nó tới 70 giờ luôn, rất là kinh. À, lúc nãy mình quên nói với các bạn là vấn đề là cái con máy nghe nhạc này tuy nó là dòng giá rẻ nhưng có thể xem được video trên đây. Như các bạn thấy trên đây trên hình đó, thì mình đang xem một đoạn video clip về ca nhạc ở trên đây. Tất nhiên là các bạn có thể xem được video khác như là phim, clip nhạc, MV nào này nọ, nhưng mình nghĩ chắc là phải đổi đuôi đó, đổi đuôi video mới xem được và có thể xem được hình ảnh trên đây. Tất nhiên là màu sắc và độ phân giải nó thì không được cao rồi, nên các bạn hãy lưu ý điều đó. Xem thì để cho vui thôi, chứ thật ra nếu mà bạn xem trên một điện thoại màn hình 2K 4K mà xem trên trên màn hình này thì y như đang ở trên núi mà rớt xuống vực vậy. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn.